Ôi xong rồi, tạch lô, lại. Thôi. Đâu xem quả sáo ấy nào. Ơ cẩn thận, móc vào đây. Rồi. Đấy. Ta đàn được. Đây, mẹ. Quả này thì thôi rồi xác định là ôi ôi thì mẹ. Ôi ôi. Đi một dàn rồi. Đi cả dàn luôn chứ không phải là để mẹ mới một quả đâu. Đây các bạn nhìn này, vỡ hết này. Vỡ mất chảy hết một dàn luôn này. Vì mẹ con đàn này về sửa đến ốm đấy. Ôi gãy mẹ đuôi rồi. Gãy gì à? Gãy cán. Ôi xong. Rất buồn cho anh em. Có bỏ xá sao không? Rất buồn cho anh em. À không, đây là bung ấy rồi. À gãy mẹ cọc rồi, gãy cọc rồi. Gãy nghe. Cái cá này lứt rồi, cá này lứt rồi. Cá này yếu, con này yếu không chịu được. Đấy, con này yếu như này. Lại thiệt hại thêm một con diều mới. Nó dễ lên phát rồi, nó chỉ thẳng lên rồi. Gãy. Cái gì vậy? Đấy, phát rồi. Thôi, sáo không sao là được rồi. Vâng, con này. Diều thì cái khung tre này, khung tre, khung này thì không chịu được rồi. Khung này không chịu được đâu. Khung này không chịu được, khung này yếu lắm. Thôi. Thôi nhảy đi. Ăn rồi. Đi mẹ. Con đấy phải buộc ở chỗ khác. Thôi rồi. Thả cho dốc nước đi rồi lại cho lên tiếp chứ. Sợ gì đâu mà. Wow.